Xin chào mọi người, mình là Akai đến từ VPC. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái tip hướng dẫn, không phải là tutorial dài thòn nhưng mà chỉ là một cái tip nhỏ để hướng dẫn cách flow combo và tập luyện một trick combo hoặc là mini combo được hiệu quả và nhuần nhuyễn hơn. Cái này áp dụng cho tất cả mọi người chứ cũng không phải là newbie hay là OOB hay cái gì đó. Thì cái quá trình mình tập thì sẽ có ba bước. Tức là khi mà mình tập một trick thì mình sẽ phân đoạn nó ra. Thì cái quá trình tập sẽ có 3 bước là bước đầu, phần giữa và phần đuôi. Thì sau đó ba phần này bạn sẽ để trick bạn muốn học hoặc là mini linkage bạn muốn học vào giữa. Thì phần đầu thì mình sẽ dùng trick mình biết, tức là có thể là Sonic hay là Twisted Sonic hay là Thumb Rail gì đó. Thì cái trick mình muốn ví dụ ở đây đó là cái Back of Fingerless Thumb Rail Reverse, tức là back như vậy. Fingerless Thumb Rail Reverse. Sau đó thì mình muốn học trick này thì mình để nó trong phần giữa của ba phần. Thì phần đầu như mình đã nói là trick mình biết, tức là ví dụ mình có thể Sonic như là trên bên Jab hay là thì cũng là Sonic. Xong rồi qua Back Fingerless Thumb Rail Reverse. Xong rồi phần 3 bạn có thể làm một trick bạn biết hay là tiếp tục những cái mình không biết hay gì đó. Thì cái phần đầu là luôn luôn rất là quan trọng để mà mình nối tiếp cái phần mình giữa là phần mình muốn tập, thì cứ sonic qua cái này xong rồi cái luyện tiếp cái gì đó đằng sau không quan trọng. Thì cái phần để mà mình tập luyện hiệu quả hơn thì mình cứ dùng cái trick mình biết xong rồi học cái trick mình không biết đó, thì cứ làm đi làm lại, thì cứ rớt thì cứ chụp đi làm lại, thì cứ lập đi lập lại. Xong rồi nếu mà bạn muốn phát triển nó trở thành một cái linkage hay là một cái combo dài hơn nữa thì mình phải nghĩ thêm những cái để mà mình tăng độ khó cho combo. Ví dụ như mình bắt đầu bằng Sonic rồi mình qua đây thì giờ có thể là mình học cái mới thì mình thấy Jab thì hay làm là truyền nó xuống đây qua vậy 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 hay gì đó. Thì thường là nó sẽ có những cái đường combo bạn muốn học như thế nào thì bạn cứ nói ra phần đuôi, thì cứ bắt đầu bằng phần đầu combo xong rồi luyện phần đuôi, thì mình luyện phần 1, phần 2 xong rồi qua phần 3 mình cứ làm đi làm lại, thì phần phần 1 và phần 2 chắc chắn sẽ nhuyễn. Xong rồi mình sẽ luyện qua phần 3 thì cơ bản là như vậy, có nghĩa là mình dùng nó là phần giữa để mình học cái trick đó, và phần 3 là mình có thể freestyle, và muốn freestyle để mà nó có sự đa dạng hơn thì mình nên thử những cái mới, những học những cái mới. Ví dụ như là thay bằng như vậy thì mình lên như vậy hay gì đó, rất là nhiều thứ để làm. Thì nếu các bạn còn giới hạn ở trick thì cứ tập những cái mà mình chưa biết, ví dụ như các bạn biết Sonic qua cái này rồi mà chưa chưa biết back four chẳng hạn thì cứ xuống back four thì nó sẽ rất là dễ dàng dễ hiểu. Thì cứ như vậy là cứ cứ liên tục tập luyện thì mình sẽ có cảm hứng để mà mình tiếp tục để mình tập, chứ không cứ tập một trick cứ làm rớt xong rồi cái nản xong rồi cái thôi bỏ luôn thì không, rất là khó để mà tập luyện tiếp theo. Thì chốt lại thì cũng chỉ có ba phần, tức là phần phần đầu là trick mình biết, phần giữa thì trick mình cần biết, và phần cuối là bất cứ cái gì cứ quay tà le lên xong rồi mình sẽ học được những trick mới, mình sẽ nối vào combo dễ dàng hơn. Dạ, peace out.